Chào mừng đến với căn cứ ăn đêm 001 của tiểu anh Dũng tôi. Những người bạn đang chờ sẵn trong đó rồi. Hey bro, ngồi đây chờ lâu lắm đúng không? Để xem hôm nay ăn gì nào. Đây rồi, hôm nay tôi sẽ thử nghiệm làm món mì từng gây xôn xao dư luận trong phim Ký sinh trùng nha. Mọi người đã xem phim này chưa? Tôi đã xem tận 2 lần rồi á. Trong phim thì có một món mì tên là Ramdong, là sự kết hợp giữa mì ramen và mì udon đó. Tại sự kết hợp là lạ này mà món này cực hot luôn. Trước khi nấu vẫn phải nhớ rửa tay nhé. Dịch bệnh vẫn còn ẩn nấp quanh ta, không được chủ quan đâu nha. Luộc mì thôi. Trong thời gian luộc mì, tôi sẽ nhanh chóng đi xào thịt bò mới được. Không biết mì ramdong trong phim mà có xào thịt mặn bơ giống tôi không? Mà thôi, tôi kệ, xào bơ cho thơm. Thịt này tôi ướp sơ sơ rồi, hy vọng ngon lành. Tôi cắt cục thịt vuông này nè, cho nó cute. Mì chắc được rồi á. Không biết có luộc quá tay không? Hy vọng không nét ha. Chắc nước ra rồi. Tiếp theo tôi bỏ hết tất cả các gói gia vị tương đen, bột gia vị, rau củ vào xong trộn đều lên nha. Xui quá, hút bỏ gia vị vô tôi lại quên quên mất tiêu. Cũng tại cái tội vội vội bạn bè ham ăn hết. Trộn đều. Chết rồi, tôi quên tính trộn như vậy là thành hai gói mì lận, siêu nhiều mì luôn. Ăn xong món này chắc tôi lăn mất. Thôi, cho thịt bò vào đảo đảo mấy cái cho tôi nấu miệng vào nhau nha. Đây, món mì ramdong của tôi xin ra mắt. Mọi người thử chấm xem nó giống bạn gốc bao nhiêu phần trăm nè. Ăn mì thì phải có chút rau cỏ nữa mới được. Vậy nên thêm ít nấm kim châm và kim chi để món mì perfect hơn nhé. Để khoe mọi người, này tôi mới mua cái ly giữ nhiệt bên chỗ Colorman, dễ thương lắm á. Còn có cả chùm chữ cuộc sống xinh đẹp nè. Cuộc sống của tôi xinh đẹp là khi có thiệt nhiều đồ ăn. Tôi nghĩ ăn món mì này phải uống coca mới đã. Cú liền một lần. Uống khai vị thế nào? Rồi trộn đều mì và topping lên thôi. Hấp dẫn quá, tôi siêu thích ăn nấm, đặc biệt là nấm kim châm luôn. Ăn nha. Nãy giờ nghe vậy mà mì vẫn còn nóng hổi, rất ngon. Tôi phải công nhận là mình nấu ăn quá đỉnh ha. Tương đen hòa cùng với bột gia vị khiến hương vị hài hòa luôn. Ông hề bị quá ngọt hay quá mặn. Sợi mì mập vẫn dai dai, sao lại như sợi nấm kim châm giòn sần sật. À, cái kim chi cũng giòn nữa. Bò là thứ mắc nhất trong tô mì này, nhưng tôi thích ăn mì với nấm hơn không? Các bạn nào có thích bò của tôi không ha? Các bạn nhớ thích đinh là nó rất là hết cú cú rồi nè. Xong, làm nguồn nước mắt lạnh rồi lấy bài tập ra làm xíu mới được đi ngủ nha. Bye bye mọi người. Chào mừng đến với căn cứ ăn đêm 001 của tiểu anh Dũng tôi. Những người bạn đang chờ sẵn trong đó rồi. Hi bro, ngồi đây chờ lâu lắm đúng không? Để xem hôm nay ăn gì nào. Đây rồi, sụn gà chiên ngon siêu cấp vũ trụ. Nhìn nè, từng miếng sụn gà áo bột chiên vàng óng ánh. Nhìn thôi, đã chảy nước miếng rồi. Ừ, nhưng trước khi ăn, vẫn nhớ là phải rửa tay khử khuẩn trước đó nha. Hôm nay tôi không uống nước ngọt nữa, mà sẽ pha một ly trà nhài thanh tao để cân bằng lại. Bắt đầu ăn thôi, có tới 2 hũ nước chấm lận. Chắc người bán tính tình rộng rãi, sợ tôi ăn không đủ, nên cho hẳn 2 hũ nước chấm đây nè. Miếng đầu tiên nha, có vẻ nó rất giòn đây. Nhớ chấm thật sâu vào nha. Trời ơi, nó giòn thiệt, ngon lắm luôn. Món này cũng lần đầu tôi ăn thử luôn á. Lớp bột áo bên ngoài giòn rụm luôn, nước chấm cũng xíu hợp. Ai thích ăn cay thì tôi nghĩ chấm tương ớt cũng ok lắm á. Dồn 2 hũ nước chấm lại cho rộng rãi xíu. Uống miếng trà rồi ăn tiếp nha. Chấm một cái thiệt sâu nè. Nhìn miếng sụn gà nó bóng bóng bánh sexy thiệt chứ. Ăn sụn gà nãy giờ mà quên khoe mọi người sụn gà. Mọi người thấy miếng sụn gà bên trong không? Sụn gà quán này duyệt giòn trong rớp, mà cũng không phải chỉ có sụn không thôi nha, quanh sụn cũng còn dính nhiều gà lắm. Món này 10 điểm, món này ăn cực heo, vô miệng không như là được luôn. Tôi khẳng định không thể vừa ăn món này vừa chơi game hay xem phim được đâu, tại ăn rồi là sẽ bào liên tục, không còn chú tâm vào phim hay game gì được luôn. Một phần này xương xương hai ba người ăn ít thì vẫn đủ, còn tôi ăn nhiều, một mình một phần cho chắc. Ha ha. Ăn xong rồi, uống miếng trà nhài nhẹ nhàng tinh tế ngủ cho ngon nha. Đừng quên like và subscribe Mật Ngọt TV nhé.